đến với kênh Blog Móc Tiêu nhé. Blog Móc Tiêu đang ở chùa Pháp Trung Mương, chùa Thầy Hết Tâm Phúc. Không biết hôm nay thầy chuẩn bị Tết như thế nào rồi nhé. Chúng ta cùng vô tham quan thử coi coi thầy làm cái gì ở trọng nhé. Dạ con chào thầy. Thầy đang làm mai không quý vị và các bạn. Đến hẹn lại lên, thầy lại làm mai, làm đào để chuẩn bị đón một cái Tết an lành, hạnh phúc. Happy New Year. Dạ. Where you from? And you? And from? Dạ. Where you now? What's your name? Thầy đang làm gì á thầy? Đang làm bông hoa mai. Dạ. Qua mai để chuẩn bị Tết. Hôm nay tụi con nói không nói tiếng Anh, sao còn thầy nói tiếng Anh mà tụi con không trả lời. Con không biết nói tiếng Anh. Vậy mà hỏi khách đối với thầy tiếng Anh, hỏi ta không muốn nói tiếng Anh, thầy giờ kêu nói tiếng Anh, giờ ta nói tiếng Anh hỏi what's your name nó cũng biết nữa. Where you from, hỏi quê đâu cũng biết nữa. Where you from? Thầy nói tiếng Anh như gió, mấy con không biết đường đâu để đỡ thầy. Cho nên mấy con im lặng. Con thấy ở trước chùa có một chiếc xe bán vé số, không biết thầy bán vé số ai, bán vé số thầy. Thì Tết quá, nhiều người than khổ quá. Dạ. Đến chùa cầu phước, cầu tài, cầu lộc, rồi ham danh háo lợi. Nay thầy làm đại lý với số, nào lợi thầy bỏ mối số về, đến để vô cầu Phật trúng đặng với số về xây nhà xây cửa. Dạ. Nay với số này bỏ mối thôi chứ không có bán lẻ. Đến sao con bán lẻ thầy, bán lẻ thấy con thấy nó dễ hơn thầy. Vậy hả, dành cho người nghèo mua lẻ phải không? Dạ. Vào lấy mối. Dạ. Thì thầy nói giờ nhiều người họ khổ sở, không có làm gì thì đi bán vé số không có tiền. Thì giờ thầy nói là đại lý lợi lấy người cỡ 100 tờ 100 tờ 200 tờ lợi thầy bỏ mối về đi bán. Dạ. Chịu không? Con có bán số không? Thầy cũng làm phốt dữ ha. Làm là phúc rất đầy kiếp sau mình là, sinh như hoa. Mai là may mắn, đào là đào. Dạ. Người ta thường hát cái câu gì liên quan tới mai đào hay gì? Mùa xuân gì? Mùa xuân sang có hoa anh đào. Dạ. Mùa xuân hoa có hoa anh đào, mùa xuân đào có hoa anh mai. Hay là ta hát bông xanh. Ta thường bông xanh bông trắng mà lại dằn bông ơi người ơi đó là bông mai. Dạ. Bông đỏ bông hồng đó là bông đào. Dạ. Con nói Tết mới phải chuẩn bị cho mình cho những bộ đồ mới, may quần áo hoặc mua quần áo. Yeah. Rồi Tết đến chuẩn bị sửa nhà, rồi sơn phết tường nhà, sửa phòng lợi. Yeah. Trang trí lợi hoa hoang. Rồi nhà mình thì có tủ cũ bỏ ra mua tủ mới. Yeah. Rồi có nhà cũ đập mua nhà mới. Rồi nhà ai đủ điều kiện nữa thì thì xây lầu. Dạ. Còn cái Tết mới thôi có chiếc xe Honda dục đi mua xe tay ga, rồi có tay ga đập bỏ mua xe hư. Nó chơi sang vậy đó. Thầy sang quá. Ai Tết nhất chạy xe cũ, cù lằn quá, sến quá. Người ta không phô trương đó thầy ơi. Ồ vậy hả? Dạ. Tết nhất người ta phải làm tỏ vẻ quý phái giàu có. người giàu có đâu.
Thầy mới mua mai thêm mà thầy. Mới mua thêm, mua lần 20 kg, lần 20 kg. Dạ. Hết mua nữa, tại mình làm để đi. Thầy nói chùa mình không có chỗ để rồi, anh chặt. Dạ. Rồi mình làm xong cái này mình làm cái kia. Chứ mình làm vội quá thì cũng không kịp. Mà mình làm từ từ. Dạ. Tết năm nay ăn Tết lớn. Tự nhiên cái may mắn có một Phật tử phát tâm cho thầy tiền mua mai. Dạ. Này mua mai chứ không phải là họ phát tâm mai họ cho. Này mua mai tại tiệm mai. Dạ. Bông mai này là người ta làm sẵn, người ta bán ở dưới quận 5, quận 6 á. Dạ. Mình đi đặt mình mua. Dạ. Chứ không phải là họ làm rồi họ cho. Dạ. Này là họ cho tiền, thầy lấy tiền thầy đi mua. Dạ. Đúng không? Nhiều người hiểu nhầm, nói mai này tôi cho. Dạ. Làm được đâu cho, làm nổi không? Dạ. Cái này ta làm bằng máy công ty sản xuất ra. Này làm khó lắm mày. Sao làm được mà hôi tôi cho mai. Cho mai là mua cái mai sẵn cũng phải ta làm. Tết năm nay thầy tính cho ai đại gia mua cho thầy 6 cây mai hoặc 8 cây mai. Mai thiệt hả thầy? Mai thiệt. Chỉ giá cây 50 triệu, 6 cây hay 8 cây mấy trăm triệu, 300-400 triệu là có mai thẳng. Dạ. Đúng không? Thầy mua mai này 20 kg mỗi ngày hả thầy? Mỗi lần mua hả thầy? Ừ. Thì mỗi lần mua thì có mai. Sao thầy không mua nhiều thầy? Thầy mua lần có 20 kg à? Không có xe tải giao, mình phải mướn xe ôm. Dạ. Xe ôm là 20 kg nó chở không nổi. Đâu mà buồn. Này nhẹ mà thầy. Nhẹ nhưng mà cầm kền một bao lớn. Dạ. Vậy con đi chở đi. Mày nói hay tao, mày chở tao 40 kg một lần coi. Nói được làm được coi coi. Con nói được con làm không được thì... thầy có thầy tiết lộ vị khách đó đúng thầy, vị khách mà gửi tặng tiền cho thầy á? Khách nào đâu, tên gì thầy? Không biết, mày đi chi nã đi. Dụ viên ai cũng giường cũng được, có tâm được rồi, hỏi chi kỹ. Có người ta cúng là có phước rồi, ai cúng được gì giờ góp đi. Người mua mai, người mua đào. Người mua mua gì phải không? Người mua lồng đèn, người dây điện. Dạ. Giờ thầy nói tóm gọn là giờ thầy giấu tên để coi bao nhiêu người lừa đảo nè, giống như thầy ghế thầy mua mà hô người này cúng người kia cúng. Dạ. Phát hiện coi những cái bọn lừa đảo, bọn xấu. Má nó không bao giờ tới chùa, không có uống chùa, nhưng mà nghe thầy ai cho cái gì cái hô của nó mua. Dạ. Nên giờ mình ai cũng khôn, đừng nên thứ nhất là giấu tên, thứ hai coi phát hiện coi ai lừa đảo. Dạ. Xạo. Rồi hai nữa, mình cúng mà đừng có nói tên gì họ gì, cúng là thầy biết rồi. Dạ. Để coi hằng nào nó xạo quần, xạo lồn. Chuyện gì nữa, có cúng nhiều được nhiều, mà có tiền không cúng mà la làng. Giống như ghế thầy mua năm, thầy mua có bộ 4 bộ. Cái người này hô Phật tử cúng, Phật tử nào cúng? Không có người nào cúng luôn. Chỉ có họ cúng thầy ly si. Dạ. Rồi cái thầy góp mua ly si, thầy Tết thầy tích lũy, thầy mua ghế. Hằng nào cho tàn là xạo xạo không, mẹ nghèo chích mẹ ở quê cơm ăn. Ở nhà trọ không có tiền, tên đuổi không có tiền trả nhà trọ mà đặt sậu lồn, sậu cặp. Má nó rảnh ngứa hén ngứa cái họng, ngứa cái miệng như cái bồ. Tao chửi, tại chơi không chửi sao được, chứ tao hỏi mày có tiền không mày cúng. Nhà mày không biết có tiền mua bộ ghế không để xài mà mày dám mày cho tao bộ lợn chùa mày cho bộ ghế. Ta giàu có dư ăn dư để nhà đại gia, nhà người ta nhà lầu xa hơi đúng không? Dạ. Người ta mới có tiền dư ngàn tháng, tôi vô mấy trăm triệu mấy tỷ bạc thì tao có dư cúng vài thài dục triệu vài trăm triệu được. Dạ. Mẹ mày nghèo chích mẹ, mua gạo ăn từng ký, nước tương nước mắm mua từng chai, rót nhiều còn chữ con mày ăn hao quá. Xài nhanh quá, mua mới mua đây hết rồi.
chịu trợ giữ con vậy đó, phải không? Dạ. Mấy giờ tự nhiên mày lại mày cúng tao một bộ ghế, mày nghe có mắc cỡ rồi. Tào lao. Còn lại cái hô ghế xạ, ghế tốt, ghế xấu, ghế rẻ. Mẹ khùng khùng điên điên. Nghèo chết mẹ. Ở quê bộ ghế không có. Bà đặt nó cúng giường. Có nhiều người kỳ á. Mà cúng bay hiền. Cúng nhiều YouTube nó quay lên người nào tài trợ bộ nào tụi bay có nào quậy không? Tao mua rồi chở lại tụi bay xuống xe rồi bay quay. Chứ có người tài trợ mà tự nhiên tao không nói. Tự nhiên có bao giờ người tài trợ mà tao nói không có, tao ứng chữ tao. Dạ. Phải không? Dạ. Kỳ nhân tao luôn á. Tao dám chữ giờ tụi bay cúng mà tao nói không có rồi bay nghĩ sao? Buồn. Buồn ai cúng nữa, ngu tao nói như kiểu đó là ai cho nữa. Năm sau nó không tới nữa, nó lấy cúng bốc cức ăn. Phải không? Tàn dạ. Tiền của tao còn cái này, ví dụ mai cũng vậy, người nào tài trợ bao nhiêu ký thì người ta mình mừng bao nhiêu ký. Yeah. Rồi người này tài trợ mai, người kia tài trợ đào, hay người kia đa mai đào thì người khác. Rồi bây giờ thầy nói 200 lồng đèn nè, cặp lồng đèn có 1,5 triệu à. Yeah. Nào ngon bỏ ra 200 cái coi, 1,5 triệu một cặp. Yeah. Thì 10 cặp có 15 triệu, thì 100 cặp có có 150 triệu, 300 triệu là được 200 lồng đèn. Dạ. Có không? Còn mua lồng đèn giải đi, lồng đèn giải đi. Lồng đèn giải nhiêu không? Dạ nhiêu hả? 500 ngàn cặp. À. Thì là lồng đèn màu đỏ đó. Thì ngon quá. Đó nói là 400 mấy 500 á. Dạ. Rồi tiền ta giao riêng 480 á. Dạ. 480 cho 500 đi. Thì cho 100 cái 50 triệu, 200 cái có 100 triệu. Có tiền cũng không? Còn chi điện. Giờ thầy cần 500 đến 1000 mét dây điện. Chi thầy 200 bóng một đèn. Yeah. Để mua lồng đèn đó đó, bỏ bóng đèn vô. Yeah. Bỏ dây điện vô.